Alo, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm trước mình có đi ve chai mua được mấy cái bóng đèn nè quý vị. Cái clip đi ve chai thì mình quý vị nào chưa coi cái clip đó thì coi lại cái, trong cái kênh của mình đó, mình có đi ve chai thì mua được mấy cái bóng đèn này nè. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành sửa nó cho quý vị xem. Thì nói chung là đồ ve chai mà đồ của người ta vứt đi thì hên thì sửa được, còn không được thì mình lại vứt tiếp, có gì đâu xoắn. Cho nên là rảnh thì mình đi ve chai mình lựa đồ mua chơi. Hôm trước mình có mua được mấy cái món đồ ngon, trong đó thì mình có những cái mình test thử, trong đó có cái bàn phím nè quý vị. Cái bàn phím là cái mà mình thấy ấy nè, và mình test rồi là nó xài được nha quý vị. Mình đã vệ sinh nó sạch sẽ rồi nè, mới toan luôn, ngon lành cành đào, thơm lành cành chanh luôn, rất là êm luôn. Mình mua 10.000 cái bàn phím này nè, thì mình đã test rồi, test phím hết rồi, phím nào xài cũng được hết, không có phím nào mà xài không được chứ, nút nào bấm cũng ăn chứ. Bóc bây giờ vậy thế nè, rất là mới, bấm nghe cốc cốc luôn, không hiểu sao người ta bán nữa, ta bán thì mình lụm thôi. Đấy, ngoài ra còn có những cái món đồ chẳng hạn như là cái FPT hôm trước là mình test nó có lên luôn đó, nhưng mà mình chưa có gắn mạng vô, nó đòi mạng hoài à, mình chưa có gắn mạng được, cho nên đó là bữa nào mình gắn mạng mình test được rồi mình sẽ giới thiệu tiếp cái đó cho quý vị xem ha. Còn những cái còn lại á, lo thì mình chưa có làm, thì hôm nay mình sẽ sửa mấy cái bóng đèn, sau đó mình chia sẻ lại cái quá trình mình làm cho quý vị xem đỡ buồn. Bạn nào có làm được thì làm theo mình cho vui vậy thôi, chứ không có được gì đâu ha. Thì đầu tiên mình sẽ test thử có hên không, có thằng may mắn nào mà ông độ mình không, mình test mà nó cháy luôn thì mình khỏi sửa. Có biết đâu có khi người ta mà thấy mấy cái bóng này còn mới cáo nè. Cái bóng la lét này thì nó có 3V nè, bóng 3V lúc lắc còn kêu như lục lạc vậy. Đấy, bóng này thì nhỏ, mua về thì sửa được thì sửa, không được thì lại tiếp tục cho nó em ra đi ha. Và mình sẽ test thử nó, rút kinh nghiệm mấy lần trước rồi mình nè, nhiều khi rồi không lên nè. Em nó vô gì cái, có khi nó hư cái rồi không lên ha. Bóng đầu tiên không lên, không lên thì từ từ tính đó, từ tính em đó. Rồi không lên thì để đây, đây là cái bóng mất tiêu cái nắp rồi, chết luôn. Có khi nào lên luôn không? Lên nào mấy bạn ơi, lên bàn thờ đấy. Nó có một số bóng nó sáng nè, bởi vì thấy là có một số bóng nó sáng rồi một số bóng không sáng. Như vậy là nó có con led nó chết rồi, mình nghi là con led này nó chết rồi. Chút tính đó, nó nổ con led đó rồi. Đó, thì mua cho chai về thì mình cứ tiến hành vậy đi. Cái bóng led này người ta chưa tháo luôn nè, nó còn cái tem luôn nè, tem bảo hành nè, hũ hồng mà 20W đó. Rồi, gắn vô, sáng luôn coi. Sáng, sáng chói, sôi chán á, ru. Nhiều khi hư nó mới dột, nhưng mà biết đâu có cái nào nó xài được thì sao. Tiếp theo, sáng không? Rồi, lại sáng chối nữa. Cái này yeah. Cho một tràng pháo tay đi. Sáng luôn. Đấy, sáng luôn. Thấy chưa, mình đã nói rồi, có cái sẽ sáng đây nè, muốn gắn mắt gớm luôn nè, để 18W 20 gì nè, đồ với chai mà xét tùm lum tứ lư hết, cái đứt nó còn xét nữa, nhưng mà quan trọng là nó sáng luôn, không hiểu sao đấy. Đấy, sáng sáng kinh luôn á, nè nó sáng dữ lắm luôn á. Tắt đèn đi xem, sáng kinh luôn á. Ôi. Đó, như vậy là chúng ta được bóng rồi đó.
thấy ngon lành cành đào đó. Mình xin chia sẻ luôn cái nếu như cái bóng này cái giá trên thị trường của nó, bóng 18W này nè, đây là cái bóng 18W, cái bóng xịn, cái bóng mà chúng ta mua của Rạng Đông hay gì đó thì giá nó là 50-60 ngàn, 60 ngàn mới có bóng 18W này. Còn nếu chúng ta mua mấy cái hàng này, hàng giỏm là cái bóng đen này, bóng đèn này là cái bóng đèn thường thôi thì giá nó là khoảng 30 ngàn, cũng là 30 ngàn chứ không có rẻ, mình đã từng mua rồi. Những cái bóng này nè 20-30 ngàn một cái. Rồi tiếp theo cái này để 20W nữa nè, có cái bông hoa hồng nữa nè, hồng đông thấy đen thùi lùi thấy mắc ói, quan trọng là lên không. Rồi lên bàn và sáng chói sói chán tiếp là được cái thôi cũng mừng rồi. Ôi cái này, cái Rạng Đông này giá trời cho nó lên ha, được Rạng Đông này mà lên cái này ngon lành. Rạng Đông là bóng xịn nè, hy vọng ý chú vô vô bóng men ok chốt bóng Rạng Đông này lên nè, không ngờ luôn á nghe, bóng Rạng Đông mắc ói luôn khi gớm luôn. À lại là sáng à, không dính gì nữa, mình tưởng nó hư mình tháo ra trước nữa chứ, đúng là ngu vãi. Nè mình tháo ra rồi luôn nè, bây giờ nó lên nè, khỏi cần sửa gì luôn, giờ gắn không biết được gắn nè, cho các bạn coi lại, đẩy sáng bét luôn, sáng thấy mà ghê luôn. Hai bóng nè, rồi tiếp theo cái bóng em bé, bóng nít nhưng mà vẫn là Rạng Đông nha. Bóng này thì nó để đó là có 2W à, mà Rạng Đông nó để là chính xác luôn đó, bao nhiêu quá là để chính xác. Bóng này nhiêu ta, coi cái thông số nữa coi đâu rồi, không để mấy watt trơn vậy, đây đây để có 15W mà nó sáng kinh vậy đó, 15W nè, có nha, để 15W nè, 15W nè, 6500K. Rồi bóng cuối cùng, bóng nhí. Nhí. Nhí nó kêu nghe gạt gạt, để vô nó kêu gạt gạt. Rồi, nhí này không được à. Rồi, đi, to. Nói chung là qua quá trình test nhanh thì chúng ta được hai bóng. Hai bóng ok. Hai bóng đèn ngon lành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vô cái siêu án sửa. Đối với những cái bóng này nè, cái sao ta, nói sao ta, nó không có là sáng đầy đủ cho nên nó là chúng ta chỉ cần nối tắt đi, không cần thay led đâu. Nhưng mà trước khi ấy chúng ta phải tắt chút chui điện ra nha, một chút chui điện ra nhăn răng gắn chịu à, nhăn răng à. Giờ mình sẽ quan sát bằng cái mắt thường để thấy cái bóng này nè, bóng này nè quý vị, nó nổ, nó nổ tim. Nhưng mà để chắc ăn thì chúng ta sẽ đo bằng cái thiết bị đó là thằng thánh, đó là hai cây đo 5V. Bóng này là nó 6V. Mình sẽ đo thử rồi cái bóng này nó có cháy không. Không cháy. Không cháy. Mấy này cháy nè. Mà này không cháy nè. Thấy chưa? Đó cháy nè. Cháy nè, cháy nè, cháy nè, mà ngày không cháy nè đó, mà theo mình quan sát bằng mắt thường thì mình nhận biết là nó không cháy như này nè, cái này cháy hết rồi đấy, giờ sáng hết nè. Nhưng mà mình test để cho nó chắc cú. Thành công sẽ đến với người cần cù đấy, này với này, hai này là nó là một đấy, vậy là nói với cái này nè. Giờ mình thay, mình sẽ nói tắt này, nó tắt thì được thì nó lên, không được thì lại với là vứt nữa thôi. Rất à. Rồi chúng ta sẽ tiến hành khử nó ra. Rồi chúng ta lấy cái mũi dao nè, chúng ta sẽ khử cái led này ra, nhẹ nhàng tình cảm thôi, đừng không cần mạnh quá, làm mạnh quá nó hư luôn à. Ra đi mày, trời ơi nó không chịu ra nữa đấy.
đây. Rồi bây giờ chúng ta ghim điện vô, chúng ta lấy cái cây vít á. Chúng ta lấy cái cây vít ha, được cái cách điện nha, thôi nó giật chết á. Chúng ta sẽ cắm vô đây thử rồi. Nó có lên không? Đó. Nói hai cái này lại, lên thì chúng ta sẽ là hàng. Mà trước sau cũng hàng là thôi, chúng ta hàng luôn đi. Làm chi cho nó nguy hiểm. Để mình lấy chị hàng á. Đây, công chị của mình, chị thằng Thánh nè. Mình hướng dẫn cho những bạn nào mà cũng giống như mình vậy đó nha. Là gọi là không biết gì. Đó. Rồi chấm lẹ làng, mới mua cây hàng mới nè quý vị. Cái hàng kia lên đường à. Bữa nào mình chia sẻ vấn đề cái vụ cái mũi hàng này. Rồi, ghim điện liền, thử em nó liền. Hồi hộp và chờ đợi sổ số kiến thiết. Chú ầy. Thấy gì chưa? Thấy cái gì chưa? Ồ, sáng dữ ta. Nhưng mà cái độ sáng không biết bao lâu thôi. À, sáng rồi. Nhưng mà cái này là cái là không có cái nó sáng rồi. Sáng kinh luôn á. Sáng mà chả lạ con mắt luôn á. Rồi, một cái. Như vậy là đã xong. Xong rồi quý vị. Sáng rồi. Sao không sáng được. Đấy. Một cái bóng đèn đầu tiên nói tắt. Xài nói chung là những cái bóng đèn này nè, nó tắt vô xài lâu lắm chứ không phải lãi đâu. Tại vì là cái nó tối lắm, nên khi mà thay cái bóng đèn khác vô á, thay gì nói tắt á, thì nó sáng lên là vậy đó. Chứ lâu lắm, lâu nó chết led khác lắm. Còn nếu không chúng ta tháo led ra, chúng ta thay này, thay cái con led này thì nó lâu lắm. Cứ gì đi này, nếu hư thì chúng ta tiếp tục sửa nữa. Rồi cho nó qua một bên. Giờ tới cái bóng này. Con này thì nó 3V nè. Con này nó lập đạp trong dữ vậy, ngon vậy. Con này khó sửa rồi nha. Không sáng. Đảo đầu lại. Trừ nào, trừ nào cộng nó sao nó không sáng hết trơn. Kỳ ta. Này nó lúc lắc ở trong rồi. Nó có 3V nè, đưa 5V không được. Con này cho nó bỏ qua nó một bên đi. Này mình nói chung là coi như mình bó tay đi. Để mình nghiên cứu tiếp. Chứ này mình bó tay à. Nói chung bó tay à. Nằm đó mày. Sửa cái bóng đèn xịn ra. Bóng này nè. Bóng hũ hồng vậy nè. 20W. Bóng đèn này tháo ra khó à nha, cứng dữ. Ây da. Ây, chừng nó gãy ra nha. Cái thằng cái khả năng phá hoại của mình cũng ghê lắm. Ô, bóp không. Cứng quá, cứng luôn. Đã đập cái dành cả thanh xuân để mà tháo thì nó cũng ra. Bây giờ cả buổi trời tháo nó cứng ngắc, cứng kinh luôn á. Và dùng mắt thường cũng thấy là nó nổ con lá chỗ này nè. Lại nói tiếp nữa, nó tắt nữa. À, lép này nè. Rồi giờ khử ra, khử mày luôn, trời mày luôn. Cho mày chừa. Để công chị thằng Thánh của mình tiếp coi. À công chị nè, thằng Thánh nè. Rồi. Mỏ hàng quyến rũ. Cho vô miếng chì. Rồi. Ai chấm nhẹ vậy là xong rồi đó. Nếu quý vị thấy nè, đã chấm vô cái. Đẹp cái ghê không? Cái mỏ hàng của mình làm đẹp kinh không? Nó đùa thôi chứ thấy gớm. Kệ. Bây giờ tiến hành kim chui nha. Kim chui. Hồi hộp và chờ đợi. Đẩy sáng bét luôn. Sáng kinh luôn ấy. Đấy. Xong cái bóng nữa. Đơn giản vậy thôi. Bóng thì tốt rồi. Nhưng mà phải xài thử cho nó ấy.
mình gắn cái bóng đèn đó lên trên mình xài luôn à. Mới vừa sửa cái bóng đèn là cái bóng đèn mình đang xài nè, thì mình cũng là cũng đã sửa nè, cũng chấm nè, thấy gì thấy không đó, bóng đèn này đang xài luôn, nhưng mà mình tháo ra xuống rồi mình để mình gắn cái bóng đèn vừa xài ấy, các bạn hũ hũ gì đó, hũ hồng hũ gì đó, mình thử ra nó xài được bao lâu đó. Bóng đèn này là bóng đèn của mình cũng sửa xài lâu lắm. Tiếp theo cái bóng đèn này đây, mắt thường thì có một em led nó đã đen thùi lùi, em ta nhuộm răng và anh ta rất là đen, thấy chưa quý vị. Đó, những con led còn lại không có đen, có nên anh này đen à. Cái này lấy tay này nó cũng chịu xịt ở trong nữa, lấy tay bấm cọc cạo nó cũng ra nó led này. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái nhựa duy trì thằng thánh và lấy cái mỏ hàng thằng cờ hó, chúng ta nhẹ nhàng tình cảm rồi xong. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ ghim điện hồi hộp chờ đợi, đẩy lại sáng nữa, đẩy đơn giản xong lại tiếp tục sáng tiếp. Đấy, bóng đèn này 20W, 20 con khỉ móc. Bóng tiếp theo cứng à, rồi tèn tên tèn, mấy bạn nghe tiếng gì chưa, một cái bẹt rồi, bể mẹ của người ta hết trơn rồi nha, bể bà nó luôn rồi, gãy hết rồi, cái này nó cũng cũ rồi. Rồi bây giờ chúng ta quan sát bằng mắt thường coi, lắc lắc nó coi không thấy gì luôn. Quan sát bằng mắt thường thì cái con led này rồi thử luôn bằng tay không được, đâu mục tiêu rồi, đây nè led này nè, nó có một chấm nè. Rồi bây giờ lấy cái cây thử nó ra đây. Nhà mình gần đường quý vị, có mà ồn ào thì quý vị cũng thông cảm giùm ha. Cho một miếng chì hàng vô đi em. Vô cơm rung. Rồi xong. Dạ. Ghim điện. Ôi, im ru luôn. Không lên. Ôi, cháy à. Vậy là không phải led đó. Tội nghiệp em nó. Không phải nó. Nhưng mà mình đã vô tình là làm cho nó phải. Led nào nó cũng sáng hết trơn vậy. Led nào cũng sáng hết. Rồi. Như vậy là cuối cùng là led nào nó cũng sáng mà chúng ta nói này biết nó ấy chưa nữa. Kỹ chưa nữa. Cái nữa chúng ta sẽ dạ gì lại cái nữa rồi. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta ghim điện vô, nó cháy thì cái là lỗi tại cái mối hàng đó. Còn nó không cháy thì một cái phương án cách sửa tiếp theo là chúng ta dục bỏ nó luôn. Đó. Là quý vị biết sao không? Nó hư gì không? Lúc này nó không có hư led mà là nó hư cái trong á, hư cái bản mạch ở trong á. Thì chúng ta lấy cái bản led này thay qua cái khác. Để dành thay qua thằng khác đó. Nên là cái này mình cũng bó tay luôn. Đấy đó, bằng led cũng xài được. Và cuối cùng đó là cái bóng đèn em bé này.
Ê, trời ơi. Ê, rồi, tới luôn à. Bẻ ăn sao sức luôn của người ta à. Ác gì đó, nó không lên ấy mà nó sức luôn ở trong à. Rồi, nhìn sao sửa nữa. Cái này sửa thì sao? Đứt cái dây luôn rồi. Rồi thôi, nói chung là bóng đèn này thì chúng ta cho nó trở lại với dây chai luôn. Đèn tốt. Thì ngày hôm nay thì đây, mình đã sửa được 2 4 7 cái thì sửa được 5. Cái kia mình đang xài à. Đó, 5, trong đó thì có cái này với một thằng em này là tự động cháy. Có 2 cái tự cháy, còn như là sửa ha. Thì hy vọng rằng clip của mình sẽ đem đến cho quý vị nhiều điều giải trí nha. Chứ nói về mà chất lượng thì mình chắc không có bảo đảm đâu. Nhưng mà cái độ giải trí nó có. Nói chung là mình sửa cũng nhiều cái à, có cái thì xài ok lắm. Có cái thì nó cũng tào lao lắm, xài đủ thời gian là nó cũng lên tàu, đá bào với cái bà bán nước màu, khỏi cần lào cào. Nên cho nên mấy bạn cũng đừng có đó là hỏi mình là có cách thay led á thì nó tốn kém hơn thà mua cái mới xài luôn đi, chứ mà thay led thì nó khó lắm. Nó lu bu lắm. Mình đã cũng có những cái clip mình chia sẻ cách thay led rồi. Và cái nó cũng nói chung là nó cũng hên xui lắm quý vị. Thì nói chung là đồ cũ, đồ da chai mà chúng ta đó là mua về. Cái nào mà xài được như nãy mình test lên được xài được thì ok, còn xài không được thì mình sửa xài tạm ha. Còn nếu mà muốn tốt thì mua đồ mới, chứ không có cái nào mà trong da chai mà nó tốt đâu. Nói chung là vậy, niềm đam mê. Thì hy vọng rằng clip mà đem đến cho quý vị nhiều điều bổ ích ha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye.